giới thiệu với các bạn và các anh chị một loài hoa rất là đẹp tại Di Linh. Đây là hoa hài tiên nha, đẹp vô cùng luôn. Trời ơi, nhìn vào hoa gió đông đưa rất là đẹp. Nó tên là hài tiên. Đó. Đây, chiếc hài của cô tiên. Hài tiên. Nó là một loại dây leo. Trước giờ mình thấy ở Di Linh này là hoa chuông ớt. Chuông ớt rất là đẹp. Hôm nay là mình thấy cái loại là này là hoa mới nha. Hài tiên là dây của nó, lá nó cũng giống như là chiếc hài nè, chiếc hài của cô tiên, dây leo nha, người ta thả lên trên và rào, thả lên trên một cái khung, là một cái sân mà để bắt vàng ra thả cước để hai tiên bò lên từ bên góc lan tỏa ra. Vàng hai tiên này nè, cực kỳ đẹp, rất là dễ thương nha. Hoa nó xả xuống từ trên vàng xả xuống góc sân, hộ gia đình Di Linh. Hoa tím rất đẹp. Đấy, cái bức hoa nó màu tím nha. Rồi trong bông hoa của nó cái phần hoa màu vàng. Đài hoa cực kỳ đẹp. Cũng hoa dài đà lắm nha. Wow, rất là đẹp nha các anh chị. Lá xanh, xanh thong thả, bông hoa cực đẹp, giống như là bông hoa lan, dễ chơi mà đẹp nha. Ở đây gần đường á, xe nó chạy qua, gió nó xuyên có gió đó. Như là những cái chuỗi pháo vô cùng đẹp. Các anh chị nhìn là mê. Hoa hài tiên, hài tiên nha các anh chị. Đó. Nhìn cận cảnh lại nó một chuỗi hoa hài tiên nha. Có bông có rất là đẹp. Nó hơi ồn một chút xíu nha, các anh chị thông cảm. Đây hoa giống, rất giống như chiếc hài của cô tiên. Đấy, chiếc hài nha. Rồi mình đặt chân vào đây. Đấy, đặt cái chân vào đây. Nên người ta gọi là hoa này là hoa hài tiên. Đây là cô chủ của vô tình mua được cây giống này rồi về có trồng. Lúc đầu cô chỉ ra tiệm nói là bán cho tôi cái cây gì mà dây leo về trồng cho nó mát sân thôi. Cô không biết được là mình mua được một cái giống cây hoa mới rất là quý. Đấy, các anh chị thấy nguyên một vàng hoa ở trong gió nó đông đưa thế này, vô cùng đẹp. Thực ra là nó đẹp hơn hoa lan rất là nhiều nha các anh chị. Wow, mình chiêm ngưỡng mãi mà không biết chán luôn. Đấy, lá cũng đẹp, dễ thương nữa. Hoa là nó hồng xuống là nó rất là lâu nha. Một chuỗi hoa như vậy là theo lời cô chủ là hơn cả tháng rồi mà nó vẫn còn những cái chuỗi hoa nở liên tục vậy ha. Đấy, rất là bền, rất lâu.
Đây cái hội gia đình này tại Di Linh. Đây là cái view nhìn ra cảnh đồi núi cũng rất là đẹp nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video này. Bye bye.